đời khốn nạn. Lẽ lúc em đi ăn ngủ với cái con khốn nạn này. Đêm qua em mơ thấy anh đi cùng hai cô trông thật xinh. Cô nào? Lại còn ngồi liếc mắt cầm tay xì sơn, bị em nhận ra. Ôi trời ơi. Rồi anh đâm, anh đá, xong rồi em rút ba người. Đừng luyên thuyên nữa, thôi thôi ngủ đi nào. Sao đến nay chưa về, hãy đi theo gái rồi. Khổ quá, vì bận việc với sếp, nào đâu có gái đâu. Em đừng ghen. Bà đừng tin, hôm trước ông chồng của tôi cũng thế. Nói cơ quan đi công tác xa vài hôm, mà thực ra ông ấy đưa con bồ kia đi thôi à. Vậy chắc chắn ông chồng tôi giờ đang nuôi bồn nhí, vì cứ lâu lâu lại đi công tác xa không chịu về. Giờ quyết tâm tôi tìm xem đưa cô ta đi đâu. Này bà ơi, chúng ta có gì từ từ, không nên manh động thế. Tại sao từ nãy đến giờ chồng bà cứ ngồi một mình thế nhở? Có khi nào mình phân tích sai rồi? Sai là sai thế nào? Kìa kìa, mặt kia là cái mặt ngoại tình, lệch đi đâu được. Biểu hiện của chồng bà nhá, rất giống với biểu hiện của chồng tôi đấy. Nhưng mà khác một thứ. Khác gì? Chồng bà tên Trung, chồng tôi tên Minh. Tạm lao. Vờ vậy. Đi đâu rồi? Ui, đấy là nhân viên phục vụ, nhìn mà không thấy à? Anh ghen phải có chọn lọc chứ. Lừa dối tôi bao ngày qua vậy lâu mới đây. Bạn hãy đưa tôi mượn con dao để tôi phòng bọn này. Bà có biết đây là ai không? Ai mau tránh ra, đây chính là đối tác ở Nhật. Mau về đi. Rồi này. Vì vợ của tôi hay ghen, tôi chán lắm chẳng muốn về. Tôi muốn đi thật xa, chẳng vì vợ ghen tuông nữa. Thế sao nó lại hay ghen, chắc chắn phải có lý do. Yêu cầu ông chị bạn. Dạ vâng ạ. Nói đi. Dạ vâng, kính thưa ông. Cũng bởi vì từ sau khi nó sinh con thì nhìn trông nó rất xấu, tính nết cũng khác người ông ơi. Ôi trời, vậy ông nghe tôi về dẫn phu nhân ông vào đây mà làm đẹp thì chắc chắn vợ ông sẽ thay đổi ngay. Cái này là thật không? Thật gì? Ui giời, nếu mà đúng thế thật thì tôi xin cảm ơn ông. Anh đưa em ra đường Trần Duy Hưng em nhé. Ông đưa tôi ra đường Trần Duy Hưng làm gì? Đừng vấp ạ.
vào đây em sẽ xinh hơn, giống như em chưa 18 ấy. Thật là em sẽ xinh không thấy, hơi lo lo mình à. Không phải lo, cứ vào đi mà nè. Anh thấy xinh không? Tôi đã không quen cô. Anh thấy xinh không? Cô đi ra đi, tôi có vợ rồi. Tôi đây đàng hoàng. Mấy tiếng trôi qua, ôi mấy tiếng trôi qua, sao vợ mình chưa thấy đi ra còn về. Em ơi, em Thúy đây ơi. Ôi Thúy đây sao? Em xinh không anh? Em xinh tuyệt vời. Chị xinh tuyệt vời. Đã thấy ưng chưa? Em quá thấy ưng luôn. Em thực sự thấy biết ơn thiên hạ ra. Đổ máy trước cho nó mát đã nhá. Em ơi, cho anh xin số điện thoại được không? Tối mình đi ăn. Này cái thằng kia, này, mày xin số điện thoại của ai đấy hả? Mày có biết đây là vợ tao không? Mà mày bao tuổi rồi? Nó 41 tuổi rồi đấy, bằng tuổi mẹ mày rồi đấy. Biến. Gì mà gắt thế? Va mới vẩn. Em ơi. Em ơi, đi câu anh. Câu anh nhiều cá ngon lắm. Câu với anh này không hả? Mày có bao nhiêu tiền mà mày rủ vợ tao đi câu? Vơ va vơ vẩn. Cút. Hoa thơm mỗi người ngửi tí. Em ơi. Em ơi. Ôi trời ơi. Cuối cùng cho vợ đi làm đẹp lại mất vợ thế này. Em ơi. Này, chị mày xinh nhưng không dễ dãi nhá. Điện. Ôi, anh. Mẹ, em lấy cái gậy bóng chảy đâu ra đấy? À, đồ đánh ghen. Sao thế rồi? Ơ, được, anh biết rồi, để anh lái đi. Thiên Hà Spa, địa chỉ 176 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 094-827-9393, 097-968-9393. Thiên Hà Spa, thiên đường làm đẹp của bạn.